Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn hai dòng xe, đó là Vision Vao 125. Thì đồng hành giới thiệu mình trong nay thì có Luyến, xin chào giới thiệu cho anh Luyến. Hi cả nhà nha, mọi người là bấm vào xe video của em Luyến. Thì hôm nay sẽ review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Honda Vision và dòng xe Vario 125. Hiện tại thì Luyến thấy hai dòng xe này trong thời điểm trước Tết và sau Tết luôn cũng đang có biến động và có khả năng là tăng trở lại cả nhà. Thì trước khi giới thiệu lại anh chị em tranh thủ ha, liên hệ liền cho Luyến để sở hữu về một em với giá siêu ưu đãi luôn. Trả trước chỉ cần là 4 triệu thôi, mức giá thì hỗ trợ rất là nhiều màu sắc nha. Như em xe này em màu xám xi măng này, kế tiếp có rất nhiều màu như là màu tím xám đen, màu tím này, màu hồng này, hoặc là màu xanh đỏ này. Trắng đỏ. Có nhiều màu lắm nha. Em màu xanh mà vừa mới bán mất tiêu rồi. Màu xanh, đáng lý có màu trắng xanh nữa. Dạ. Hiện tại thì Vision giá sao ta? Mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 31.900 là phiên bản tiêu chuẩn, là phiên bản chịu quá thường ha. Còn 33.900 là phiên bản khóa Smart Key, hay còn gọi là bản chìa khóa cao cấp nha. Có rất nhiều màu sắc luôn, bên Luyến hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng. Anh chị em mà xem video hôm nay mà thấy có cái màu nào mình chưa ý á, có thể inbox riêng cho Luyến để Luyến gửi hình ảnh cụ thể chi tiết qua cho cả nhà coi về mẫu xe, màu xe ha. Vao 125 đi em. Thì 125 hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà thì với mức giá là 36.900 đến 39.900 tùy phiên bản nha. Bên kia anh thấy có con AB kìa. Đây AB 125 hay màu trắng, trắng cam. AB này giá sao em? Em mà thì mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 42.900 nha. Trả trước thì cần 4 triệu là lên xe, đủ màu sắc nha, có màu xám này, màu xanh, màu đỏ, màu đen, nhám, tất cả các màu sắc bên Luyến đều có đủ hàng, sẵn hàng cho mọi người nha. Nhưng mà đại diện quay thôi, anh chị em mà muốn biết chi tiết thì cứ inbox qua Zalo cho Luyến nha. Rồi, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.